Ok, chú Râm xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của chú Râm ha. Đã lâu lắm rồi chú Râm mới quay trở lại làm video cho kênh YouTube của mình ha. Và ok, bây giờ sẽ là vị tướng mới nha. Liên Quân mới cho ra một cái vị tướng mới tên là Erin ha. Đây là một vị tướng nữ xạ thủ, nhưng mà xạ thủ này lại là thuần phép mọi người. Không phải là thuần phép nữa, mà có nghĩa là vị tướng này sát thương gây ra phụ thuộc vào lối trang bị mà các bạn lên. Ví dụ như các bạn lên full phép cho vị tướng này thì vị tướng xạ thủ này sẽ gây ra sát thương phép. Còn nếu mà các bạn lên full sát thương vật lý thì vị tướng này sẽ chuyển hóa thành sát thương phép. Riêng về độ chí mạng mà vị tướng này tạo ra thì nó lại phụ thuộc nhiều hơn vào sát thương phép. Cho nên chúng ta sẽ ưu tiên về sát thương phép cho những trang bị phép cho vị tướng này hết mọi người. Về cái ngoại hình đi, ngoại hình của vị tướng này, ô giao tranh này, ben bay bắt ông ti luôn nè, băng rồi đi rắc quá mạnh rồi, đầu game mạnh quá rồi thì mình hết chết hết luôn. Ôi trời ơi, tôi còn như máu thôi, thấy là rẻ được nhiều rẻ nha. Rồi Caffini tới đây nữa, thôi bỏ đằng lính này, đảm bảo tụi nó sẽ còn ở đây và tụi nó sẽ bắt mình đó mọi người. Nói về ngoại hình của vị tướng này, nhìn như một biểu tượng của con chuồn chuồn nha mọi người, giống không? Đôi cánh rất là giống con chuồn chuồn luôn á. Và theo thiên hướng là màu vàng ha, chiêu thức tạo ra cũng màu vàng nữa. Rồi, nói về lối trang bị của vị tướng này đi mọi người. Đầu tiên là chú Râm sẽ ưu tiên về đôi giày xuyên giáp phép ha. Như lúc đầu chú Râm nói đó, vị tướng này ưu tiên về sát thương phép nhiều hơn. Về lượng sát thương chí mạng con tướng này tạo ra thì dựa vào nguồn sát thương phép của nó thôi mọi người. Chứ mọi người mà lên xuân vật lý nhiều quá thì nó rất là bình thường luôn, không có nổ chí mạng rất nhiều đâu. Rồi tiếp theo là một cây kiếm phép ha. Có bùa đỏ hả? Chơi luôn không? Nó lên level 5 rồi mọi người ơi, nhưng mà Batman mình tới rồi. Còn ít tóc biến không mà để chạy không? Ủa chạy được luôn kìa. Ôi Batman không bắt được rồi. Không sao. Đằng này chú Râm đấu thường thôi nha. Tại vì bây giờ vị tướng này nó quá là hot đi, quá cho nhiều người biết rồi. Cho nên là rồi tóc biến lên chơi luôn nè. Anti tới luôn nè. Ê Ben bay tới. May quá. Vera vẫn chạy được luôn, là Ben bị ao nhay rồi. Vậy là giao tranh thắng rồi. Im. À, trên chia John, cầm John đi top luôn mọi người. Đầu mùa mới nha mọi người, thì chú Râm từ chiến tướng 60 sao thì bây giờ còn tên anh 2 thôi. Wow, Flo bên kia căng dữ, căng hết luôn à. Hơi căng rồi đấy. Rồi bởi vì ở đây mình ăn hết dàn lính này ha. Rồi nói tiếp về cái lượng trang bị nha mọi người. Thì xong một cái cây kiếm mà tăng tốc độ đánh, chú Râm quên tên nó là gì rồi, nhưng mà chú Râm có để hình trên màn hình đó mọi người, cái tên trang bị trên màn hình đó. Sau cái cây kiếm phép mà tăng tốc đánh cho pháp sư á, thì chú Râm sẽ lên một cái vương miện hắc cát ha, để khuếch đại đam phép lên ha. Khi mà có cái này rồi thì lượng đam các bạn
tạo ra rất là lớn luôn mọi người. Sau đó thì để tăng cái độ chí mạng của cho một cái phương xạ thủ thì nói chung Erin thì cũng phải là xạ thủ thôi mọi người. Lên đó trang bị nào đi chăng nữa thì nó đã được áp đặt là xạ thủ rồi, thì những trang bị trấn phái của xạ thủ rồi bắt buộc chúng ta phải có. Ở đâu đây? Wow, tưởng đâu có ngên tôi đây nhào ra bắt tôi luôn mới chịu à, quá ẩu rồi bạn ơi. Ai mà về đâu, Batman đang kế bên đây vậy, coi như team mình có trụ rồi nha, ăn cục máu luôn là im rồi. Rồi nhào ra ăn tính xử tôi như đúng rồi vậy trời, nhưng mà ai đâu mà có về. Ơi team mình bây giờ 11-4 rồi mọi người, quá êm rồi. Rồi sau khi mà có cái thánh kiếm nữa thì chắc chắn là khoan nói xạ thủ thì bạn chắc chắn sẽ ra dọn lên đây. Erin tới thì mình nhào ra mình bắt thôi, tại vì mình đang có rất là nhiều nội tại luôn. Rồi tiếp tục là cái món trang bị là diệt thần cung, và sau đó sẽ đến là giáp hồi sinh nha mọi người. Thì như thế này các bạn vừa có đam vật lý của một vị tướng xạ thủ, thuần xạ thủ, và ngoài ra chúng ta còn có một lượng đam phép rất lớn luôn nha. Rồi nói xong về cái cách chơi của vị tướng này đi. Ồ team bạn bị ép quá ép rồi, có nào gờ luôn không mọi người. Rồi các bạn đánh thường để tích nội tại ha. Con tướng này không có tiêu hao năng lượng, không có hồi mana. Chỉ là GG thiệt à, team bạn GG thiệt à. Rồi nói chung là cách chơi vị tướng này cũng đơn giản thôi mọi người ơi. Rồi chú Râm tạm biệt mọi người ha. Hẹn mọi người vào các video tiếp theo. Đây sắp tới chú Râm sẽ ra video đều đều cho mọi người xem ha. Tạm biệt mọi người.